Anh à, cảm ơn anh vì đã đến. Anh cho em biết niềm vui của cuộc sống và biết mong đợi từng ngày là như thế nào. Em thích anh á. Anh à, Kim Tan à? Kim Tan, Kim Tan ơi, ra đây với anh Kim Tan ơi. Đây, tôi đây. Gọi lắm đấy. Đường là hot boy Hàn Quốc. Cô là cái khá gì cô đòi yêu tôi? Xin lỗi, cô không có cửa. No door. Vì mặt cô thì cũng xinh đấy, nhưng mà ngực thì hơi lép. Cô có tư được như thế này không? Đấy, thấy chưa? Vì vậy, tôi cho cô lời khuyên là tốt nhất ấy, là cô nên trở về một cuộc sống thực tế đi. Đừng có mơ mộng hao huyền nữa. Chẳng có thằng hot boy Hàn Quốc nào nó lại đi yêu cô luôn.